Xin kính chào và mời quý vị và các bạn cập nhật tin tức cùng bản tin nhanh lúc 20 giờ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Mỹ Trung, quê tỉnh Vĩnh Long về hành vi giết người. Các quyết định đều đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp phê chuẩn. Quá trình làm việc với cơ quan điều tra, Trung có nhiều biểu hiện tâm lý bất thường, do đó cần phải làm thủ tục giám định tâm thần đối với nghi phạm này. Như tin đã đưa, vào ngày 14 tháng 4, Trung gọi điện thoại thông báo cho cha mình và cơ quan công an biết việc mình đã ra tay sát hại mẹ kế là bà Nguyễn Thị Nguyệt, sinh năm 1964, quê Đắk Lắk, tại một phòng trọ. Có mặt tại hiện trường, cơ quan công an xác định nạn nhân đã tử vong. Trong phòng trọ có Trung ngồi cạnh nạn nhân. Với hành vi mua bán trái phép chất ma túy, Nguyễn Văn Khôi và Nguyễn Đức Vũ cùng chú tại thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương vừa bị Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai đưa ra xét xử. Từ đầu tháng 4 đến giữa tháng 6 năm 2022, Khôi nhiều lần mua ma túy của Tuấn Anh, trú tại thành phố Hà Nội, đem về bán cho các con nghiện trên địa bàn tỉnh. Ngày 13 tháng 6, Khôi bị công an thành phố Biên Hòa bắt giữ, thu giữ gần 360 gram ma túy. Mở rộng điều tra, ngay sau đó công an đã tiến hành bắt khẩn cấp đối với Vũ. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Văn Khôi 20 năm tù, Nguyễn Đức Vũ 8 năm tù cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy. Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Đội Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Vĩnh Long và Công an phường 5 vừa triệt xóa một tụ điểm đánh bạc với hình thức đá gà. Lực lượng công an đã bắt quả tang 19 người đang tụ tập tham gia đánh bạc. Tại hiện trường, tạm giữ hơn 70 triệu đồng, 2 con gà, 10 cuộn băng keo đã qua sử dụng. Ngoài ra, tạm giữ 20 chiếc điện thoại di động và 7 chiếc xe mô tô. Tụ điểm này được xác định do Trần Thanh Trung đứng ra tổ chức. Cho đến chiều nay, cơ quan chức năng của tỉnh Đắk Lắk vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông tại ngã ba Phước An, thị trấn Phước An, huyện Krông Park giữa xe tải và xe máy, khiến một người tử vong và một người bị thương. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8 giờ sáng nay, xe tải do Lê Văn Hòa điều khiển lưu thông trên quốc lộ 26. Khi rẽ vào tỉnh lộ 9 thì xảy ra va chạm với xe máy do bà Triệu Thị Lê, trú tại huyện Buôn Đôn, điều khiển chở phía sau bà Triệu Thị Nghiêm. Hậu quả bà Nghiêm tử vong tại chỗ, bà Lê bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện. Chiều nay, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội vừa lập biên bản xử phạt nam tài xế điều khiển xe ô tô bán tải có hành vi cản trở đoàn xe ưu tiên. Cụ thể, vào chiều ngày 21 tháng 4, đoàn xe ưu tiên đi làm nhiệm vụ đã phát tín hiệu và yêu cầu tài xế nhường đường. Tuy nhiên, nam tài xế trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội điều khiển xe ô tô bán tải lưu thông trên đường Thanh Niên hướng Yên Phủ, Thụy Khuê đã không chấp hành một đoạn đường dài. Ngày 24 tháng 4, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội đã lập biên bản xử phạt tài xế với lỗi không nhường đường cho xe có quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ. Với lỗi này, tài xế bị xử phạt từ 6 đến 8 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 2 đến 4 tháng. Bản tin nhanh tối nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.